Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại có thời gian và mình sẽ chia sẻ như giới thiệu với các bạn về cách làm những cái bình hoa bằng giấy, và chỉ đơn giản như là bằng những chai nhựa thôi. Và các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Các bạn ơi, nguyên liệu của mình làm để thành một cái hoa bình hoa giấy, mình chỉ cần giấy màu này, giấy màu và chai nhựa mình cắt ra nhé, và kéo thủ công này, keo nến này, và đây là, các bạn biết là cái gì không? Cái hạt xốp này mình làm để mình làm nhụy hoa đấy. Các bạn thấy màu đẹp chưa? Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Cái này nếu mà các bạn cẩn thận thì làm hình tròn khoảng, tùy theo cái sở thích, bông hoa to hay bông hoa bé. Đấy, các bạn đã thấy bông hoa 5 cánh nhé. Đấy, mình đã hoàn thành được một bông hoa 5 cánh, đẹp chưa? Và đây mình đã làm đây. Đây các bạn này, bông hoa đẹp chưa? 5 cánh. Các bạn thích nhiều màu nữa thì các bạn cứ làm cho nhiều màu sắc, càng nhiều màu sắc càng đẹp các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cắt, bước tiếp theo là mình sẽ làm cái này. Thank you.
Thank you.